chúng ta có thể thấy ở đây cái cánh mũi này khách hàng bị co rút rất là nhiều. Ở phần trên này là vùng xương mũi, khách hàng đã bị sập và gãy xương mũi. Đó, biến dạng khách hàng đã làm sụn sườn rồi. Như đây là cái tình trạng khi khách hàng đã làm xong. Khách hàng này là bị tai nạn rồi, xong rồi mình đã từng sửa nhiều lần rồi nha các bạn nhé. Đã từng sửa ở chỗ khác nhiều lần rồi, nhưng mà sau khi không thành công thì khách hàng tới với Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ cùng xem cái kết quả của khách hàng sau khi làm như thế nào nha. Đây các bạn có thể thấy nha, vừa mới phẫu thuật xong cái góc nghiêng của khách hàng nè. Đó, rất là đẹp luôn nha các bạn nha. Đây các bạn có thể thấy cái góc nghiêng của khách hàng. Bác sĩ có thể phân tích giùm em cái kết quả cũng như là trước và sau, cũng như là hình ảnh trước để thấy được sự thay đổi của khách hàng đúng không ạ? Cái mũi đầu tiên của khách hàng chúng ta có thể độ gấp ở đây, và đầu mũi khá là thích. Dạ. Nó bị sụp đổ cấu trúc làm cái đầu mũi bị chảy lên trên. Thêm vào đó là những phần co rút ở phần cánh mũi nữa. Dạ. Làm cái mũi nó càng bị xoay ngược lên. Dạ. Các bạn có thể thấy nha, nhìn cái góc nghiêng thì gần như là thấy cái mũi biến dạng hoàn toàn luôn đúng không bác? Đúng ạ. Đây vậy kết quả của khách hàng sau khi vừa mới làm xong, các bạn có thể thấy là cấu trúc mũi thì mình sẽ dựng lại 100% sụn sườn đúng không bác? Đúng ạ. Với cái dịch vụ sụn sườn thì mình sẽ gây mê nha các bạn nha. Đó. Đây mình sẽ quay cái góc trực diện cho các bạn xem nè. Đó, gần như là trở lại cái mũi giống như là bình thường luôn rồi ha bác ha. Đúng ạ. Đây các bạn có thể là thấy so sánh cái hình ảnh trước và sau khi làm của khách hàng về góc trực diện luôn nha các bạn nha. Đây. Đây nha các bạn nha. Đó, trước khi làm của khách hàng nè. Đổ sang bên trái rất là nhiều. Dạ. Thêm đó là phần sống mũi nó cũng lệch sang đây do phần xương sụp đổ này. Dạ. Đây là hình ảnh trước khi làm của khách hàng đã từng bị tai nạn và phẫu thuật nhiều lần ở nơi khác, cũng làm bằng sụn sườn luôn nhưng mà kết quả nó không thành công nha các bạn nha. Và hôm nay khi mà khách hàng tới với Cang Nam này, các bạn có thể thấy nè, vừa mới phẫu thuật xong là các bạn đã thấy được kết quả rất là ngoạn mục luôn rồi. Gần như là cái mũi của khách hàng gần như là bình thường luôn nha các bạn nha. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể là phân tích về cái kết quả cũng như là cái phương pháp làm của khách hàng này giùm em được không ạ? Về khách hàng này đã sụp đổ hết cấu trúc ban đầu rồi, và chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh ở đây là đã là sập cả xương mũi xuống rồi. Yeah. Mặc dù đã dựng cấu trúc trước bằng sụn sườn nhưng cái cấu trúc đó không được vững chắc. Yeah. Nên là nó đã bị lệch và nó cong sang bên này. Thêm vào đó là những co rút rất mạnh ở bên mũi phải này, cái mũi khuyết xuống. Với ca này chúng ta sẽ phải bắt đầu dựng lại từ đầu. Chúng ta sẽ dựng từ dưới chân, nền nóng từ xương của khách ở bên dưới. Yeah. Để cho nó chắc chắn và có thể lên được cái mũi đẹp. Yeah. Rồi các bạn có thể là nhìn ngắm kỹ cái hình ảnh trước khi làm của khách hàng cái mũi nha. Đó, gần như là các bạn cũng có thể là thấy, nhìn bằng mắt thường thì chúng ta cũng có thể là thấy cấu trúc mũi gần như là sụp đổ hoàn toàn luôn. Còn đây là cái kết quả nè, khi mà bác sĩ dựng lại xong, vừa mới làm xong rồi, rất là đẹp rồi. Bác sĩ cho em hỏi là với cái trường hợp mà khách hàng nâng mũi sùng sườn, sử dụng bằng sùng sườn như thế này thì cái thời gian hồi phục nó khoảng chừng bao lâu á bác sĩ ha? Thời gian mũi sùng sườn thì nó sẽ hồi phục nhanh hơn, vì cái cấu trúc bằng sùng sườn là tự thân của chúng ta, mô của chúng ta sẽ bắt trực tiếp lên luôn, rất là nhanh, không như ở những chất liệu nhân tạo khác. Yeah. Bây giờ khách hàng vẫn đang mê nha các bạn nha. Chút xíu nữa khi mà xong liền thì mình sẽ tỉnh lại liền đúng không bác? Cái dáng mũi ở đây nó vẫn chưa được hoàn thiện đâu. Dạ. Sau này khi mà cái da này ôm xuống, chúng ta sẽ thấy được cái đường nét của cái mũi lên rất là đẹp. Dạ. Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ cùng nhìn ngắm lại những cái hình ảnh trước khi phẫu thuật của khách hàng để các bạn thấy được cái mũi trước khi làm của khách hàng như thế nào nha. Đó. Khi mà tỉnh lại xong chắc là khách hàng cũng không có tin về cái kết quả mà như mong đợi của khách hàng hôm ngày hôm nay. Tại vì khách hàng đã từng làm nhiều lần ở chỗ khác, trước đó là bị tai nạn, cấu trúc mũi gần như là bị hư sụp đổ hoàn toàn. Sau khi mà làm ở chỗ khác xong rồi về, cái kết quả mũi nó cũng không có được như ý. Cho nên là khách hàng tìm tới Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam. Và hôm nay thì đây là cái kết quả mà các bác sĩ Cang Nam mang lại cho mình. Với cái trường hợp khách hàng này thì bác sĩ cũng mất thời gian khá là lâu với lại một cái đội ngũ ekip bác sĩ rất là chuyên nghiệp để mà làm cho mình nha các bạn nha. Đây mình có thể là quay kỹ cho các bạn ngắm lại cái kết quả của khách hàng sau khi làm một lần nữa nha. Đây bây giờ những bạn nào có những cái câu hỏi gì thì mình cứ đặt câu hỏi chút xíu mình sẽ trả lời cho mình nha các bạn nha.